Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái địa điểm, một cái loại bánh khá là mới, một xe bánh di động bán trên đường số 3, chỉ 118 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân nha mọi người. Bây giờ là cái giờ mà học sinh ra rất là đông ở cái con đường này luôn. Ở đây là thượng đế của cái loại bánh này, bánh crepe. Bánh crepe có hương vị Pháp, cũng có một loại bánh crepe mà hương vị Thái Lan nữa. Đây là bánh crepe hương vị Pháp. Cái loại này thì hiện tại bây giờ nó đã nhượng quyền, cũng có nhiều cái chi nhánh khác nhau, nhưng mà ở đường số 3 này là của bé Heo, cũng khá là nổi tiếng, cũng có nhiều người, nhiều học sinh cũng như phụ huynh rất là thích bé Heo bởi vì tính cách phục vụ rất là chuyên nghiệp và chu đáo. Đây mình vô, bắt đầu vô coi thử là mẹ con bé Heo để làm bánh như thế nào nha mọi người. Đây, bây giờ khách vô khá là đông rồi đây. Bánh crepe hương vị Pháp của bé Heo này. Bánh thì nó có giá từ 15 tới 25 ngàn thì phải. Tùy theo cái bánh loại thường, loại đặc biệt, loại 1 nhân hay loại 2 nhân hay loại 5 7 nhân gì đó, tùy theo loại mà nó có giá khác nhau. Thì đây là nó đứng ở trước cái trường tiểu học, nên là học sinh ra thì đúng là cái thời điểm mà nó bán rất là đông luôn, bán rất là nhiều. Đây là cái giá của nó thì 15, 18, 20, 25 tùy theo có nha, đó là đặc biệt. Đây là những đây toàn bộ những mặn của nó, đây là những ngọt, đây là những ngọt có mứt, hai loại mứt và có hai loại những ngọt nữa là sô cô la và cái đó sốt phô mai hả? Dạ không, cái này là sốt mayonnaise với trứng gà. Mayonnaise. Dạ. Trời làm dẻo tay quá. Đúng là thợ là thợ. Này là bột bánh luôn. Đây bé Heo làm nhanh lắm mọi người. Đây là suất 25 ngàn ha. Dạ cái này là 20 á anh, cái này 20. Là 20 nhưng mà chị đó thích ăn 2 nhân. Như là của em 2 nhân là chỉ có 18 ngàn thôi. Nhưng mà có nhiều bé thích ăn 2 nhân với giá 20 ngàn. Dạ vậy hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là ở đây bán thì phụ huynh với lại bé thích ăn cái gì thì kêu thì em làm cái đó. Chiều theo ý khách đó ha. Dạ đúng rồi anh. Quá tuyệt vời. Đây cũng giới thiệu mọi người là
bánh crepe. Đây là bánh crepe Pháp. Đây là mình thấy cái xe bánh đây là đầu tiên là người. Cái mô hình này nó hình thành khoảng 2 năm nay. Thì đây nếu mà những quyền thương hiệu thì khoảng làm xe 30 triệu. Rồi còn nữa là thế trên 20 triệu để mà lấy nhiều nguyên liệu để làm bánh nha mọi người. Vậy đây, trứng chà bông này, xúc xích phô mai, còn đó là pizza. Này là xứng nhân sô cô la ha. Đây là sô cô la. Rồi hấp dẫn ha. Có hết tiền không em? Một khi mua 25.000 là bánh nào? 25.000 là bánh đặc biệt á. Rồi lấy làm đó đi. Làm bánh đặc biệt hả? Được cái này. Thôi cái này để lại đi, không sao đâu, để lấy cho bạn khác. Lấy cái này có lấy bánh đặc biệt không em? Bánh hơi bé nhưng gì con? Xúc xích mà 15 là một nhân đó con. Rồi bây giờ sinh ra rất là nhiều rồi, khách ra bắt đầu đông rồi. Mai là 18-20 á em ăn như thế này. 18 rồi. Đây nó làm từ bột gì em ha? Dạ cái này làm từ bột mì á anh. Bột mì ha. Bột mì như bột lúa mạch. Em cũng không rành đâu, cái này của công ty giao quá. Bánh không bé. Đó là những gì đó em? Dạ cái này là ba rọi anh. Ba rọi hả? Cái này là thịt ba rọi sông khấu. Không cắt được bé ơi. Không, cái này con không có mang dao, không cắt được. Những gì luôn bé. Lấy cái này xắn ra cho con. Ra nó bể cái bánh liền. Nó bể cho cái bánh của em á. Thế là bây giờ làm một bạn một bánh đi. Để hôm nào không có tiền. Hôm nào ăn trả tiền con. Hôm nào ăn trả cho để đi. Đem mới bao nhiêu tiền à? Trời ơi chị dễ chịu quá à. Băng bánh ở đây nhìn thấy vui quá. Nhìn thấy vui quá à. Thấy dễ thương luôn á. Bạn ơi cái gì nói chị làm luôn á, chị em làm luôn. Rồi. Xúc xích phô mai. Đây rồi, xúc xích này của bạn nào? Làm thêm cái phô mai nữa được không? Bây giờ trời thì bắt đầu mưa và học sinh bắt đầu tan ra, rất là nhộn nhịp luôn. Rất là dễ thương nè. À, bánh này thì phục vụ cho những bé này rất là nó mới lạ, mùi rất là thơm luôn. Wow, hay quá. Đây cũng được đây. Cái làm bánh không bé heo. Xúc xích phô mai. Và con đại chiến nha. Bé heo có ăn không? Bé heo nè, cái dòng bên kia. Rồi chứ xúc xong cho em luôn. Ủa heo. Có bánh không? Nè, heo lớn heo nhỏ hả? Dạ, heo lớn heo nhỏ. À. Heo bánh không? Ba bánh không? Nó dùng một cái này quay tròn cho cái dòng. Xúc xích 15 hả mẹ? Xúc xích 15 trứng phô mai cho em luôn.
để tròn bỏ nhân một bên, bắt đầu gấp cái bánh lại làm hai, để ra làm ba, nghĩa là bỏ vô vị. Bánh được làm khá nhân rồi. Các cái loại nhân để làm bánh này đây. Đây là nhân mặn, nhân ngọt, thì có các anh trứng với lại không ai không tới giờ câu điểm mà ha. Đây là bánh không bé con ơi. Những gì con? Đứng là bắt đầu ra. Những gì bé nói chị làm luôn. Điều ra cái bánh. Sô cô la hai loại một sô cô la. Những gì luôn em? Xích không? Dạ rồi, còn sô-cô-la một xích không? Bây giờ là bán là đâu? Đừng để đúng giờ. Dạ, khoảng 4 rưỡi 5 giờ kém rồi, cho nên mình phải bắt đầu nó lặn nè. Bữa nay trời như muốn mưa hết. Quá nhanh nó dài mới phục vụ được, bởi vì tan trường ra một cái là đông lắm luôn. Bánh hả con? Những gì bé? Bánh gì? Bánh gì em? Pizza hả? Pizza 20 một bánh đó hả? Pizza, rồi. Pizza. Sô cô la trước rồi tới xúc xích. 15.000 thôi, có thấy tiền không? Ôi trời, con giữ tiền cái không mà ăn gửi cô. Được 500.000 luôn. Không ăn gửi cô cũng được, không sao bé. Nè, sao mình nhá? Rồi. Đông quá làm sao nhá. Bé heo là làm được 2 năm cái loại bánh này rồi hả bé heo? Dạ. Để đi, không nào ăn rồi gửi cô. Không nào ăn rồi đưa cô, để đi. Nhớ thì đưa cho chị. Nhớ thì đưa, nhớ thì thôi ha. Dạ. Các bé đi học ở đây bởi vậy khó phụ mình cho bánh là vậy. Dạ. Có nhiều khi nó giờ học trễ á, rồi cái không có kịp lấy tiền á, cứ giờ bánh. Đây xong rồi. Cái này là tới em liền á. Rồi cứ từ từ trả sau ha. Đúng rồi. Có tiền không em? Hai cái những gì chị? Đi ra. Bây giờ học sinh ra rất là đông luôn. 23 đó em. 23 xong rồi cái ba loại phô mai luôn, 20. Ồ, tay dẻo quá, tay dày khỏi cần đẹp làm dục nữa luôn á. Ấy xoay tròn miếng dẻo. Rồi trời bắt đầu mưa rồi. Chết. Là chiều nay trời mưa rồi. Đấy gọi là làm quá giỏi là quá nhanh luôn. Để bánh cà rét bé heo ha. Rồi bây giờ là khá là đông nè.
bánh xe bánh crepe hương vị Pháp nha mọi người. Đó, giá từ 15k, 18k, 20k, 25k là loại đặc biệt. Đó, có Milo sữa, hoa quả, phô mai, trứng gì đó tùm lum ấy, nhiều loại nhân khác nhau. Đây là xe bánh crepe của bé heo. Đây, đây là chị nhân viên bán cho người khác thôi nha, chứ không phải là xe này của bé heo luôn nha. Nhưng mà bé heo bán riết rồi, bây giờ mấy các em học sinh cũng như phụ huynh rất là thích, cách làm mà rất là chuyên nghiệp và rất là nhiệt tình luôn. Bây giờ trời mưa rồi mọi người. Em bé cầm chú bánh của con nè. Đúng rồi, danh bông nha. Lắm hả? Trời, dài là cũng thấy đông rồi. Bây giờ không có đông đâu, ngày mai mới đông, với lại buổi sáng đông lắm. Yeah. 15.000 con. Đây nó cho những quyền thương hiệu lên nha mọi người. Ai mà làm ấy thì khoảng là giống là khoảng là trả tiền rồi nãy thì nè muốn nợ. Ủa con mua cái nào mà nợ? Cái muối nào mà nợ? Dạ, xúc tích hôm nay. Hồi nãy mua 2 cái hả? Dạ, nợ 1 cái đó. Nợ nhanh trả dưới người ta. Mới sinh ba. Hồi nãy 2 cái. À, mới sinh ba. Dạ. Ủa, đâu có làm em có nhà đâu mà. Dạ, bé. Một cái trứng chà bông cho chị. À, giống khoảng 50-60 triệu gì đó nha. Khá là, bán ở các trường học khá là tốt này. Buổi chiều nay nói không đông như những buổi khác, nhưng mà mình thấy cũng rất là đông. Hồi nãy giờ làm. Rẻ nhất là 15.000, 35.000, có cái 50.000 luôn đó. À, hồi nãy mà cái bánh mà con với bạn con đó đúng không? Đúng rồi. Là bánh lượng bánh rồi. Trời ơi, giỏi quá. Bánh có 5.000 à. Trời ơi, sao mình nhớ được giỏi rồi trời. À, hồi nãy là con đưa 20 đúng không? Con với bạn con đúng không? Dạ. Vậy là cộng nợ 10.000. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi, mai em ủng hộ nữa nha. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn. Dạ.
một bánh hai chị hay là hai bánh một cái trứng nữa thôi, một cái này một cái trứng. Dạ rồi ăn hết xong rồi mua gì đây nè, 35 ngàn tất cả chị. Ơi con mà chà bông đâu con hả? Dạ không.